xin chào, xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em Ngày hôm nay thì trời đẹp lắm, rất đẹp Ra đây ngồi xem Youtube cho các bạn và tiếp tục xem báo Thì mình thấy cách đây có thể là chắc một ngày đó các bạn Theo như cái trang báo này họ đăng lên thì là một ngày đó Thì cái vấn đề này mình cũng theo dõi rất là lâu rồi Từ lúc mình chưa biết làm Youtube lợn là đó cho nên là ngày hôm nay mình xem lại và mình muốn được chia sẻ với các bạn nhưng mà trước khi mình chia sẻ với các bạn á, thì là mình sẽ cho các bạn xem lại từ đầu cái sự việc của nó như thế nào mình đọc một cái bài từ đầu sự việc cho đến bây giờ xảy ra cơ sự lý do rất là tội nghiệp và cũng thấy thương chị lắm chị cũng ở bên mỹ nhưng mà vì yêu rồi vì có nhiều tiền là hay xảy ra đổ vỡ trong gia đình lắm các bạn cho nên là mình xin được chia sẻ với các bạn. Xin mời các bạn lắng nghe. Bác nha. sĩ Chim Quốc Thái bức xúc bỏ về tại phiên tòa xử vợ cũ. Bức xúc vì mắc xích quan trọng của vụ án là bà Trần Hoa Sen tiếp tục vắng mặt nhưng tòa vẫn xét xử. Bác sĩ Chim Quốc Thái đứng dậy bỏ về. Ngày 19 tháng 6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Bác sĩ Chim Quốc Thái bị vợ cũ thuê giang hồ xử gây thương tích. Trước đó, tháng 6, 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc, vợ cũ của bác sĩ, Chim Quốc Thái, 18 tháng tù, Phan Nguyễn Duy Thanh, 38 tuổi, giám đốc công ty vệ sĩ Song Thanh, trụ sở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, 1 năm 3 tháng tù, năm đàn em của Thanh, cũng bị lãnh từ 1 năm 4 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích. Sau phiên sơ thẩm, ông Thái có kháng cáo cho rằng cấp sơ thẩm chưa xem xét đến hành vi của bà Trần Hoa Sen trong vụ án là bỏ lọt tội phạm, vì bà Sen là mắt xích quan trọng đồng phạm giúp sức để các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Tiếp đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng có kháng nghị yêu cầu phúc thẩm xử theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Thanh. Bị cáo Ngọc cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuy nhiên tại phiên tòa hôm nay Ngọc đã trúc kháng cáo. Hiện Ngọc và Thanh cùng một số bị cáo đã thi hành xong hình phạt tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên. Đây là phiên phúc thẩm thứ tư được mở phiên thứ ba trước đều phải hoãn tòa do nhiều lý do một lý do trong những lý do quan trọng là việc bà trần hoa sen đều xin vắng mặt tại tòa trong khi đó phía bác sĩ thái cho rằng bà sen là mắt xích của vụ án là đồng phạm của bị cáo ngọc nên ông thái yêu cầu phải dẫn bà sen tới tòa sau khi hội ý hội đồng xét xử quyết định tiếp tục phiên tòa trước quyết định này ông thái bức xúc đứng dậy bỏ đi. Đây là cái vấn đề của bác sĩ chim Quốc Thái. Thì bạn nào có theo dõi rồi thì sẽ theo dõi tiếp theo, còn chưa theo dõi cũng nên tham khảo một chút xíu các bạn nhé. Hôn nhân đầy trắc trở của bác sĩ chim Quốc Thái. Cho rằng vụ án tranh chấp hôn nhân giữa bác sĩ chim Quốc Thái và Vũ Thị Hồng Ngọc đã được giải quyết bằng bản án ở bên Mỹ nên việc tòa sơ thẩm đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp ly hôn chia tài sản tức là cái vụ việc này đã được giải quyết ở bên Mỹ rồi chị này thì ở bên Mỹ nhưng mà anh Chim Quốc Thái thì ở Việt Nam Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa ban hành quyết định không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của đại diện hợp pháp của bà Vũ Thụy Hồng Ngọc vợ cũ của ông Chim Quốc Thái giữ nguyên quyết định đình chỉ giải quyết việc dân sự ngày 8 tháng 8 năm 2019. Theo nội dung vụ việc, trong thời gian chung sống giữa bà Ngọc và chồng là ông Chim Quốc Thái phát sinh nhiều mâu thuẫn, nên năm 2017, bà Ngọc đã nộp đơn yêu cầu ly hôn, chia tài sản, đồng thời đề nghị tòa phong tỏa tài sản, tài khoản ngân hàng đứng tên ông Thái. Cũng thời gian này, bác sĩ Chim Quốc Thái có đề nghị tòa thượng thẩm California ở quận Cam ở Mỹ, hủy hôn thú giữa ông và bà Ngọc. Tháng 7, 2018, Tòa Thượng thẩm California, quận Cam ở Mỹ vừa có phán quyết hủy hôn thú, công nhận tình trạng độc thân của ông Chim Quốc Thái và bà Vũ Thụy Hồng Ngọc. Được biết, sở dĩ tòa đưa ra phán quyết dựa trên yêu cầu của ông Chim Quốc Thái qua quá trình điều tra, cơ quan tư pháp ở Mỹ xác định trong cuộc hôn nhân với ông Thái, bà Ngọc đã có những gian dối. Ngoài vô hiệu hóa cuộc hôn nhân trên, Tòa Thượng Thẩm California còn phán quyết hàng loạt danh mục thuộc tài sản riêng. Duy nhất, ông Chim Quốc Thái đáng nói tòa cũng xác định trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2014, ông Chim Quốc Thái có chuyển cho bà Ngọc và gia đình bà số tiền hơn 1,5 triệu đô la để bà Ngọc cùng gia đình mua các tài sản khác. Trên cơ sở phán quyết của Tòa Thượng Thẩm California, bác sĩ Chim Quốc Thái đã chứng thực các đơn vị như Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam, Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh, những văn bản này đã được ông Chim Quốc Thái nộp cho tòa án. Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hủy vụ án ly hôn và đòi phân chia tài sản do bà Ngọc đứng tên nguyên đơn mà đơn vị này đang thụ lý. Sau đó, ông Thái đã kháng cáo và tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đình chỉ giải quyết vụ ly hôn do không thuộc thẩm quyền. Theo ông Chiêm Quốc Thái, giữa ông và bà Ngọc không tồn tại hôn nhân, không tồn tại tài sản vợ chồng chung như khởi kiện của bà Ngọc. Đến cuối tháng 12 2018, tòa thượng thẩm California bác kháng án của bà Ngọc liên quan đến vụ ly hôn với ông chim quốc thái ở Mỹ. Tòa án nhân dân cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh nhận định vụ điều tra tranh chấp hôn nhân giữa hai người đã được giải quyết bằng bản án ở bên Mỹ nên việc tòa sơ thẩm đình chỉ giải quyết vụ việc tranh chấp ly hôn và chia tài sản ly hôn là có căn cứ. Như VN Net đã thông tin trong khi chờ lý hôn tại Việt Nam, Ngọc đã thuê một nhóm đối tượng giang hồ, núp bóng là công ty trách nhiệm hữu hạn bảo vệ Sông Thanh, trụ sở quận Tân Phú, do đối tượng Phan Nguyễn Duy Thanh, phó giám đốc công ty, để dằn mặt gây thương tích cho ông Thái. Sau đó, Ngọc và đồng phạm bị bắt giữ. Đến tháng 6, 2016, Ngọc bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 18 tháng tù. Bài viết thứ hai cũng trên trang báo pháp luật. Bị vợ thuê người chém, bác sĩ Chiêm Quốc Thái tố đồng nghiệp là mắc xích vụ án, cho rằng bác sĩ Trần Hoa Sen là mắc xích quan trọng. Đồng phạm giúp sức để các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhưng không bị xử lý, bác sĩ Chiêm Quốc Thái đã làm đơn kháng cáo. Ngày 6 tháng 3, tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử phúc thẩm Vụ án bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị vợ cũ thuê gian hồ sử gây thương tích. Đây là phiên phúc thẩm lần 2 được mở. Trong lần mở tòa hồi cuối tháng 10, 2019, hai luật sư của bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc, vợ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Phan Nguyễn Duy Nguy Thanh, 38 tuổi, giám đốc công ty vệ sĩ, Sông Thanh, vắng mặt và có đơn xin hoãn. Bà Trần Hoa Sen, người có liên quan trong vụ án, cũng vắng mặt. Vì vậy, bác sĩ Chim Quốc Thái đã đề nghị tòa phải có biện pháp yêu cầu bà Sen đến tòa vì đó là người quan trọng trong vụ án. Nếu vắng mặt thì áp giải đến. Trước yêu cầu của các bên, Hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa xét xử. Trước đó, tháng 6, 2019, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc, vợ của bác sĩ Chim Quốc Thái, 18 tháng tù. Phan Nguyễn Duy Thanh, 38 tuổi, giám đốc công ty vệ sĩ Song Thanh, trú ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, 1 năm 3 tháng tù. Đàn em của Thanh cũng lãnh 1 năm 4 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích. Sau phiên sơ thẩm, bác sĩ Chiêm Quốc Thái đã có kháng cáo cho rằng cấp sơ thẩm chưa xem xét đến hành vi của bà Trần Hoa Sen trong vụ án là bỏ lọt tội phạm vì bà Sen là mắt xích quan trọng đồng phạm giúp sức để các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Tiếp đó, viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng có kháng nghị yêu cầu cấp phúc thẩm xử theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Thanh. Theo kháng nghị của viện kiểm sát, Phan Nguyễn Nhi Thanh là kẻ cầm đầu, nhận hợp đồng và phân công nhiệm vụ cho năm bị cáo còn lại trong vụ án, nên cần phải tuyên phạt mức án cao hơn đối với các đối tượng còn lại. Việc Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Thanh 15 tháng tù, nhưng phạt bị cáo đồng phạm là đàn em của Thanh 16 tháng tù là không đúng các quy định của pháp luật. Mức án không có tính chất răng đe và phòng ngừa chung. Và đây là kế hoạch thâm độc của nữ Việt Kiều. Theo bản án sơ thẩm, Vũ Thụy Hồng Ngọc và bác sĩ Thái sống với nhau như vợ chồng từ năm 2008 nhưng tới năm 2011, hai người mới đăng ký kết hôn, chung sống tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đến giữa năm 2014, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên bác sĩ Thái dọn ra ngoài ở. Năm 2015, Ngọc làm đơn ly hôn phân chia tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng. Tháng 3, 2018, bác sĩ Trần Hoa Sen gọi điện thoại mời Ngọc đến nhà riêng ở quận 10 chơi bà sen cũng gọi điện thoại cho thanh đến nhà trao đổi việc làm ăn tại đây ngọc và thanh làm quen với nhau sau đó ngọc tâm sự với thanh về chuyện ông thái nói xấu trên mạng xã hội và cả hai đang làm thủ tục ly hôn nghe vậy thanh hứa sẽ đánh dằn mặt bác sĩ thái thấy thanh đồng cảm với mình ngọc bàn với anh ta kế hoạch trả thù sợ người nhà bác sĩ sen biết chuyện ngọc kéo thanh vào phòng riêng và đặt vấn đề đánh dằn mặt gây thương tích nhẹ cho ông Thái với giá 1 tỷ đồng. Thanh nói, Thanh đồng ý. Một tuần sau, Ngọc bỏ ra 500 triệu đồng vào túi sách, mang đến phòng khám của bác sĩ Sen nhờ chuyển cho Thanh. Nhận được tiền, Thanh gọi đàn em đến công ty bàn kế hoạch thực hiện hợp đồng với bà Ngọc. Tối ngày 28 tháng 3, 2018, hai đàn em của Thanh phát hiện bác sĩ Thái cùng người phụ nữ ra khỏi bệnh viện đến ăn tối tại nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ quận 1 nên bám theo đến 22 giờ ông Thái vừa ra khỏi nhà hàng nhóm này cầm dao xông đến chém chúng lưng vai bác sĩ rồi lên xe tẩu thoát. Ông Thái được đưa đến bệnh viện cấp cứu, thương tật 5%, nạn nhân làm đơn yêu cầu điều tra, khởi tố những người chủ mưu ra tay chém ông nhưng không yêu cầu bồi thường. Thanh cùng các đồng phạm lần lượt bị bắt và khai nhận được Ngọc thuê xử ông Thái, một đàn em được Thanh trả 30 triệu đồng. Ngày 24 tháng 5 2018, Ngọc làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất để qua Mỹ thì bị cảnh sát bắt giữ. Và bây giờ mình sẽ đọc tới bài là để cho các bạn biết được bác sĩ Chim Quốc Thái là ai các bạn nhé. Bác sĩ Chim Quốc Thái là ai? không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực thẩm mỹ, bác sĩ chiêm quốc thái còn được nhắc đến nhiều vì chuyện tình cảm. Thời gian qua, câu chuyện ly hôn ồn ào giữa bác sĩ chiêm quốc thái và vợ cũ đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, đặc biệt là khi vợ cũ của bác sĩ chiêm quốc thái là bà vũ thụy hồng ngọc sinh năm 1978 có hai quốc tịch Mỹ và Việt Nam bị BC45 Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp ngày 28 tháng 5. Ngày sau đó, danh tính của vị bác sĩ thẩm mỹ này cũng nhanh như chóng trở thành từ khóa tìm kiếm hot trên mạng xã hội. Được biết, bác sĩ Chim Quốc Thái sinh năm 1974 hiện đang là giám đốc của bệnh viện thẩm mỹ rất nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc trên đường Nguyễn Trãi quận Nhất, Vị bác sĩ này cũng đã rất nổi tiếng từ lúc còn làm ở Bệnh viện Bình Dân. Theo nhận xét của nhiều người, bác sĩ Thái sở hữu ngoại hình, phong độ và giỏi chuyên môn. Khách hàng phần lớn của bác sĩ là những người đẹp của làng giải trí Việt Nam. Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực thẩm mỹ, bác sĩ Chiêm Quốc Thái còn được nhắc đến nhiều vì những rắc rối trong chuyện tình cảm. Hẹn hò với diễn viên Angela Phương Trinh Năm 2015, Chuyện tình ồn ào của Angela Phương Trinh và chim quốc Thái Từng làm hao tốn biết bao nhiêu giấy mực của báo chí Theo nguồn tin từ những người thân thiết với bác sĩ Thái Anh chính là người mua cho Angela Phương Trinh Xế hợp 5 tỷ đồng cùng những chuyến mua sắm đồ hàng hiệu tại nước ngoài Về phía Angela Phương Trinh Cô khẳng định không hề có chuyện cô yêu bác sĩ thẩm mỹ này Mà chỉ là anh ta yêu đơn phương Hậu chia tay Chim Quốc Thái cho biết cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, thỉnh thoảng có liên lạc. Tuy nhiên, cuối năm 2017, cùng sự xuất hiện trong một sự kiện, bà mẹ nhí lại tỏ ra tránh né và từ chối chụp hình chung với tình cũ. Tháng 3 năm 2018, đoạn video bác sĩ Chim Quốc Thái, tình cũ Angela Phương Trinh ôm eo Kỳ Duyên quẩy hết mình trong ba cũng bất ngờ bị rò rỉ. Ngay sau đó, một người đẹp cũng đã chia sẻ với báo chí, tố Kỳ Duyên là người thứ ba và công khai thừa nhận phẫu thuật nâng cấp vòng 1 nhờ bác sĩ Chim Quốc Thái cũng gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, hoa hậu Việt Nam 2014 khẳng định cô và bác sĩ Thái chỉ là quan hệ đối tác, không hề có quan hệ tình cảm. Và đây là phần của cô vợ của bác sĩ Chim Quốc Thái xích mít ly kỳ với vợ cũ. Vợ cũ tên là Vũ Thụy Hồng Ngọc, là vợ cũ của ông Chiêm Quốc Thái và là người cùng gây dựng Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ tại số 331 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc là vợ cũ của ông chim Quốc Thái và là người cùng gây dựng bệnh viện Thẩm Mỹ Việt Mỹ tại số 331 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó do có những bất đồng không thể hòa giải nên hai bên tiến hành thủ tục ly hôn. Bà Ngọc cho biết trong quá trình đó ông chim Quốc Thái đã cố tình trì hoãn ly hôn để độc chiếm khối tài sản do hai người cùng gây giận Bà ước tính hàng trăm tỷ đồng mà ông Thái đang nắm giữ đồng thời tìm mọi cách đẩy bà về Mỹ trong hoàn cảnh tay trắng năm 2016 trong khi hồ sơ ly hôn đang được tòa án quận nhất thành phố Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết ông chim quốc Thái đã có đơn tố cáo bà Ngọc lên cục cảnh sát hình sự năm 2016 trong khi hồ sơ ly hôn đang được tòa án quận 1 thành phố Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết ông chim quốc Thái đã có đơn tố cáo bà Ngọc lên Cục Cảnh sát Hình sự C45 Bộ Công an về việc bà Ngọc, mẹ và em trai bà Ngọc có âm mưu đe dọa giết mình, tổ chức cướp giật tài sản, sản xuất, tàn trữ, mua bán chất trái phép, ma túy tại Mỹ. Cục Cảnh sát Hình sự 45 Bộ Công an đã kiểm tra xác minh đơn tố giác tội phạm nêu trên của ông Chim Quốc Thái ngày 24 tháng 6 năm 2016, Đại tá Võ Hoàng Kiên, Phó cục trưởng cục cảnh sát hình sự đã ký thông báo số 977C45B4 kết luận nội dung tố cáo này là không có căn cứ. Khi lùm xùm ly hôn giữa bác sĩ Chiêm Quốc Thái và vợ chưa được giải quyết dứt điểm vào ngày 28 tháng 3 năm 2018, Ông này đi ăn tối từ một nhà hàng trên địa bàn quận 1 đã bị chém và gây thương tích. Và chủ mưu vụ án này không ai khác lại chính là do bà Vũ Thụy Hồng Ngọc, vợ cũ của ông Thái. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ bà Ngọc tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 27 tháng 5 để tiếp tục điều tra làm rõ. Năm 2016, trong khi hồ sơ ly hôn đang được tòa án quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là một bài tiếp theo. Vợ bác sĩ Chiêm Quốc Thái lĩnh 18 tháng tù. Việt Kiều Vũ Thụy Hồng Ngọc bị xác định vai trò chủ mưu thuê giám đốc công ty bảo vệ chém bác sĩ Thái. Chiều ngày 26 tháng 6, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Vũ Thụy Hồng Ngọc 41 tuổi Việt kiều Mỹ mức án 1 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích với vai trò đồng phạm. Phan Nguyễn Duy Thanh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bảo vệ Sông Thanh, lĩnh 1 năm 3 tháng tù, năm bị cáo là đàn em của Thanh nhận 1 năm 4 tháng tù. Hình phạt dành cho các bị cáo thấp hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát 6 đến 12 tháng tù. Theo hội đồng xét xử, Ngọc là chủ mưu nhưng bị cáo chỉ bàn bạc với Thanh, không trực tiếp tham gia nên phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, không mang tính chất côn đồ, sử dụng vũ khí nguy hiểm như cáo buộc Viện Kiểm sát. Sau khi vụ án xảy ra, Thanh đã nộp hơn 400 triệu đồng thu lợi bất chính các bị cáo kháng cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Đối với bác sĩ Trần Hoa Sen, hội đồng xét xử cho rằng không có căn cứ xác định bà này biết và cùng Ngọc thuê người đánh ông Thái nên cơ quan điều tra không khởi tố là đúng luật. Trước đó, nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án, Ngọc cho biết đã nhận thấy lỗi của mình, xin tòa hình phạt thấp nhất vì con còn nhỏ không ai chăm sóc cha mẹ liệt nằm một chỗ. Các bị cáo khác cũng xin giảm nhẹ hình phạt. Trả lời về động cơ thuê người tấn công chồng, Ngọc nói xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài trong quá trình chung sống và khi giải quyết ly hôn với bác sĩ Thái. Theo Ngọc, cáo trạng truy tố không đúng, bà này chỉ nhờ Thanh đánh chứ không chém ông Thái. Tôi chỉ nghĩ là đánh dằn mặt chứ không nghĩ nghiêm trọng như vậy. Trước đó, Ông Thái từng đánh tôi sưng mặt mũi, nhưng công an phường chỉ xử phạt ông ấy 700.000 đồng, Ngọc nói. Ngọc khai quen biết với Thanh trong lần đến nhà bác sĩ Hoa Sen chơi hồi tháng 3 2018. Hôm đó, Thanh thấy tôi buồn nên hỏi chuyện. Tôi kể về việc ông Thái dùng mọi thủ đoạn vu khống tôi buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Thanh nói đem tác ổng mấy phát cho chị. Nên tôi đồng ý. Ngọc nói, cho rằng sợ mọi người trong gia đình bà Sen biết nên cả hai sau đó vào phòng ngủ của bà Sen bàn kế hoạch đánh dằn mặt ông Thái thành ra giá 1 tỷ đồng, bị cáo nói nhiều tiền dữ vậy, thành sau đó bảo đưa bao nhiêu cũng được nên tôi đưa 500 triệu đồng bỏ trong túi ni lông màu đen, đưa cho chị Sen nhờ đưa cho Thanh. Bị cáo không nói cho bà Sen biết việc nhờ Thanh đánh ông Thái, cũng không nói đây là tiền gì. Ngọc trả lời thẩm vấn. Chủ tọa nhiều lần nhắc bị cáo khai chính xác vì lời khai này rất quan trọng, nhằm tránh bỏ lọt người lọt tội. Lời khai của bị cáo là đúng, Ngọc nói. Giải thích về việc trước đó tại cơ quan điều tra khai, bà Sen biết việc mình thuê Thanh đánh ông Thái, nhưng giờ khai khác, các bị cáo kháng cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Đối với bác sĩ Trần Hoa Sen, hội đồng xét xử cho rằng không có căn cứ xác định bà này biết và cùng Ngọc thuê người đánh ông Thái nên cơ quan điều tra không khởi tố là đúng luật. Trước đó, nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án, Ngọc cho biết đã nhận thấy lỗi của mình, xin tòa hình phạt thấp nhất vì con còn nhỏ, không ai chăm sóc. Ngọc nói, cho rằng sợ mọi người trong gia đình bà Sen biết, nên cả hai sau đó vào phòng ngủ của bà Sen bàn kế hoạch đánh dằn mặt ông Thái. Thanh ra giá 1 tỷ đồng, bị cáo nói nhiều tiền dữ vậy. Thanh nói, bảo đưa bao nhiêu cũng được, nên tôi đưa 500 triệu đồng, bỏ túi, ni lông. Thanh ra giá 1 tỷ đồng, bị cáo nói nhiều tiền dữ vậy. Thanh sau đó bảo đưa bao nhiêu cũng được nên tôi đưa 500 triệu đồng. Bỏ trong túi ni lông màu đen, đưa cho chị Sen nhờ đưa cho Thanh. Bị cáo không nói cho bà Sen biết việc nhờ Thanh đánh ông Thái. Cũng không nói đây là tiền gì. Ngọc trả lời thẩm vấn. Chủ tọa nhiều lần nhắc bị cáo khai chính xác vì lời khai này rất quan trọng. Nhằm tránh bỏ lọt người lọt tội. Lời khai của bị cáo là đúng. Ngọc nói giải thích về việc trước đó tại cơ quan điều tra khai bà Sen biết việc mình thuê Thanh đánh ông Thái, nhưng giờ khai khác, Ngọc cho rằng lúc mới bị bắt tinh thần hoảng loạn nên khai không chính xác. Được gọi lên thẩm vấn, các bị cáo Thanh, Sáng và đồng phạm đều thừa nhận hành vi như cáo buộc. Sau khi hợp đồng với Ngọc, Thanh phân công đàn em mang hung khí theo dõi ông Thái khuya ngày 28 tháng 3, 2018, ông Thái vừa ra khỏi nhà hàng trên đường Nguyễn Huệ, bị cáo cầm dao xong đến chém trúng lưng, thương tích 5%. Thành cũng cho rằng bác sĩ Sen không biết việc bị cáo và Ngọc bàn kế hoạch đánh ông Thái. Khi được tòa hỏi, ông Thái bày tỏ bức xúc, cho rằng lời khai của Ngọc về việc ông bị xử phạt hành chánh do đánh bà ta là bị đặt, nhằm làm mất danh dự của ông. Ông Thái nói, giữa bà Sen với ông có nhiều mâu thuẫn sâu sắc trong cuộc sống. Bác sĩ cho rằng bà Sen có vai trò chủ mưu trực tiếp đưa tiền cho Thanh nên tòa phải triệu tập bà này đến phiên xử. Ông cũng nêu quan điểm Ngọc và các bị cáo phạm tội giết người chứ không phải cố ý gây thương tích như truy tố. Có bỏ lọt tội danh hay không? Xác định tội danh của các bị cáo thế nào là trách nhiệm của hội đồng xét xử và hội đồng xét xử chịu trách nhiệm về vấn đề này, chủ tọa nói. Nêu quan điểm về vụ án, đại diện Viện Kiểm sát xác định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, các bị cáo thành khẩn khai báo lần đầu phạm tội nên xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt Ngọc từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù, các đồng phạm khác từ 1 năm 6 tháng tù đến 2 năm